Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay giày nam.com sẽ giới thiệu đến các bạn hai mẫu giày lười, hay người ta còn gọi là giày Mukka, hiện đang được bán chạy nhất trong mùa hè năm 2015 này. Đang mang mã số MKT116. MKT116 thì sẽ có hai màu, màu nâu và màu đen sần. Các bạn có thể cùng giày nam.com đi vào từng chi tiết của sản phẩm để hiểu vì sao sản phẩm lại có sức bán chạy trên giày nam.com như thế. Mùa hè đã đến gần và cái gì càng đơn giản, càng nhẹ nhàng thì sẽ càng phù hợp với mùa hè nóng nực hơn. Và mẫu giày MKT116 này đúng là đáp ứng đúng nhu cầu của các đấng mày râu trong mùa hè này. Các bạn có thể nhìn thấy dòng da này được làm từ 100% da bò loại 1, rất là mềm mại và êm ái khi đi lên chân. Qua thao tác của chúng tôi các bạn có thể nhìn thấy đây rất là mềm, không bao giờ bị vỡ form đâu. Lớp lót bên trong thì làm từ da bụng, thấm hút mồ hôi và đem lại cảm giác thoải mái khi sử dụng. Điểm đặc biệt của đôi giày này chính là thiết kế cực kỳ đơn giản, nhẹ nhàng mà không kém phần sang trọng lịch lãm cho đôi giày. Đường viền chạy gỗ xung quanh đôi giày các bạn có thể nhìn thấy đây. Đế giày thì được làm từ cao su đúc cùng với gỗ, cũng như họa tiết chống trơn trượt giúp các bạn di chuyển được dễ dàng và nhẹ nhàng hơn. Và chỉ với 590.000 đồng thôi, các bạn đã có thể sở hữu trong tay đôi giày MKT116 này. Hãy truy cập trang web www.giaynam.com hoặc liên hệ qua số điện thoại 0912698523 để đặt hàng, cũng như hiểu về các chương trình khuyến mại ưu đãi tại giaynam.com. Chúc các bạn có sự lựa chọn hoàn hảo cho riêng mình. Cảm ơn các bạn.